Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Đảm bảo an toàn cho hồ suối Sài trong mùa mưa bão. Nhiều giải pháp giảm nợ xấu ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Phúc. G20 lập đầu mối thông tin cơ sở hạ tầng toàn cầu. 60.000 người quốc tại Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ để tránh IS. Sau đây là nội dung chi tiết. Hồ Suối Sài do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Lập Thạch quản lý, có dung tích thiết kế 2,5 triệu mét khối nước, cung cấp nước tưới cho 380 hectare một vụ của 4 xã: Lãng Công, Đồn Nhân, Nhân Đạo, Hải Lựu. Qua nhiều năm khai thác, phần đập tràn xả lũ của hồ bị xuống cấp nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn cho hồ và vùng hạ lưu, đầu năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án xử lý khắc phục sự cố đập tràn do nguy cơ gây mất an toàn với tổng kinh phí 6,4 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã hoàn thành 90% khối lượng, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng cuối tháng 9 năm 2014. Đây là dự án về cải tạo, nâng cấp hồ đập được tỉnh bố trí vốn đầu tư. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho toàn bộ hệ thống hồ đập, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân địa phương trong mùa mưa bão. Nhận thức rõ người lao động là nguồn lực quan trọng không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Đen đã lên kế hoạch và triển khai thực hiện tốt như khám bệnh định kỳ, chế độ ăn ca, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản cho công nhân nữ. Với những chính sách hợp lý của công ty đã khiến công nhân lao động ở đây yên tâm công tác, tích cực lao động để đạt thành tích cao trong hoạt động sản xuất. Hiện tại, công ty đã tạo việc làm cho gần 300 công nhân lao động, trong đó công nhân nữ chiếm 75%, với mức lương 3,5 đến 4 triệu đồng một người một tháng. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Đen tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo đến đời sống người lao động, nhằm thực sự là cầu nối và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dezen đóng trên địa bàn khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên là doanh nghiệp chuyên sản xuất phụ tùng xe gắn máy phục vụ cho các nhà lắp ráp xe máy trên địa bàn khu công nghiệp Khai Quang. Công ty có vốn đầu tư 100% của Đài Loan. Trong thời gian qua, công đoàn công ty luôn tích cực quan tâm, chăm lo đến đời sống người lao động và ngày càng khẳng định tốt vai trò của công đoàn là cầu nối giữa doanh nghiệp với người lao động. Những năm gần đây, nợ xấu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh luôn ở mức dao động trên dưới 1,5% tổng dư nợ. Sở dĩ tỷ lệ nợ xấu vẫn chưa giảm có nguyên nhân chủ yếu do suy thoái kinh tế. Bên cạnh đó, do chính sách thắt chặt tài khoá năm nên việc thanh toán vốn ngân sách nhà nước ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn do các dự án xây dựng đường, trường, trạm còn chậm khiến nhiều doanh nghiệp phá sản, nguồn trả nợ yếu. Một số cá nhân doanh nghiệp sử dụng vốn sai mục đích không hiệu quả. Đặc biệt, trong tháng 6 năm 2014, thực hiện thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cơ cấu lại các nhóm nợ nên tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng vẫn ở mức cao. Tính đến 30 tháng 8 năm 2014, tổng dư nợ của ngân hàng đạt trên 5.000 tỷ đồng. So với cùng kỳ những năm trước, nợ xấu năm nay tăng nhẹ, dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những tháng còn lại của năm. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, tình hình nợ xấu của ngân hàng sẽ được xử lý hiệu quả, hướng duy trì sẽ là dưới 2% tổng dư nợ. Thì trong khi năm 2013 và những cái tháng đầu năm 2014 ấy, thì xuất phát từ cái tình hình khó khăn của nền kinh tế, ví dụ như là các cái hộ sản xuất kinh doanh, các cái doanh nghiệp sản xuất mà bán hàng không được, gây những cái hàng hóa tồn kho thì cũng là một trong những nguyên nhân gây ra cái nợ xấu. Nhiệm vụ của năm 2014 và những cái tháng còn lại của năm 2014 và những cái năm tiếp theo thì trọng tâm của chúng tôi là vẫn phải kiểm soát và xử lý những cái khoản nợ xấu này. Có thể là cũng rất là nhiều cái biện pháp mà chúng tôi cũng đã bàn bạc và đưa ra, thế nhưng cũng có thể là nó thành 5 cái biện pháp mà chúng tôi cần phải thực hiện. Đó là thứ nhất là, và cũng là cái quan trọng nhất, là cùng với khách hàng để thống nhất lại và cơ cấu lại cái phương án sản xuất để tìm những cái nguồn vốn, tìm những cái khoản tiền để trả nợ, để hạn chế cái nợ xấu. Đây là cái biện pháp cũng là rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng bàn bạc với khách hàng, thống nhất với khách hàng để tìm ra cái phương án là bán những cái tài sản đảm bảo để tìm nguồn trả nợ cho ngân hàng. Để giảm nợ xấu và phân tán rủi ro, ngân hàng đa dạng hóa danh mục đầu tư, chia nguồn tiền vào nhiều loại hình đầu tư
nhiều ngành nghề khác nhau, cũng như nhiều khách hàng ở những địa bàn khác nhau. Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn lớn, không thể đáp ứng được và xác định mức độ rủi ro có thể xảy ra, ngân hàng đã thực hiện phương án cho vay đồng tài trợ, cùng liên kết với các ngân hàng khác để thẩm định dự án, cho vay và chia sẻ rủi ro. Hiện nay, 100% tài sản thế chấp khoản vay được ngân hàng áp dụng đối với khách hàng có đất, có bìa đỏ và tài sản trên đất. Hy vọng rằng, với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, tình trạng nợ xấu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh từ nay đến cuối năm sẽ giảm xuống mức thấp nhất, góp phần lưu thông dòng vốn tín dụng trên địa bàn tỉnh. Khác với hệ thống các trường học, cơ sở giáo dục khác, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh không chỉ đào tạo học sinh hệ bổ túc mà còn phối hợp trong công tác tổ chức đào tạo, tập huấn đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên, nhân dân trong toàn tỉnh. Những năm qua, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh không chỉ xem mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm đối với xã hội, với ngành, với người học. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh hiện có 18 giáo viên. Cùng với cơ sở vật chất gồm phòng học và các phòng chức năng, trang thiết bị dạy học đầy đủ tạo thuận lợi để trung tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Những năm gần đây, không chỉ phát triển về quy mô mà chất lượng giáo dục và đào tạo của trung tâm ngày càng được nâng lên. Năm học 2014-2015, trung tâm có 1.352 học viên với 21 lớp, trong đó 17 lớp đại học liên kết tại chức từ xa, 3 lớp bổ túc trung học phổ thông. Ngay từ đầu năm học, trung tâm đã xây dựng kế hoạch giảng dạy, bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên có đủ năng lực trình độ và tâm huyết với công việc. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc đầy đủ chương trình giáo dục và đào tạo chính khóa, trung tâm còn phát huy hiệu quả các tiết sinh hoạt tập thể và giáo dục kỹ năng sống, thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, đồng thời tổ chức hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh và làm tốt nhiệm vụ liên kết đào tạo đối với các hệ đại học liên thông, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu học tập. Được sự quan tâm đầu tư của ngành chức năng cùng với sự nỗ lực của tập thể giáo viên, học sinh và những giải pháp trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh đã góp phần xây dựng xã hội học tập. Chuyển sang phần tin quốc tế. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 thông báo sẽ thiết lập một đầu mối cơ sở hạ tầng toàn cầu để chia sẻ thông tin giữa các nền kinh tế về việc kết nối các nhà đầu tư với các dự án nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong thông cáo báo chí của hội nghị, G20 nhấn mạnh sáng kiến cơ sở hạ tầng toàn cầu này nhằm mục đích gia tăng đầu tư chất lượng, đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Đầu tư đóng vai trò trọng yếu trong việc thúc đẩy nhu cầu và đẩy nhanh tăng trưởng. Sáng kiến này cũng sẽ bao gồm các biện pháp chủ chốt trong các chiến lược tăng trưởng của chúng ta nhằm cải thiện môi trường đầu tư, yếu tố đóng vai trò trung tâm trong các nỗ lực nhằm thu hút sự tham gia của khu vực tư. Bộ trưởng Tài chính Australia Joe Hockey, người chủ trì hội nghị cho biết, G20 cam kết phát triển một cơ sở dữ liệu của các dự án cơ sở hạ tầng để giúp kết nối các nhà đầu tư tiềm năng với các dự án. G20 muốn tạo ra một nền tảng thông tin để xây dựng kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tư và phát triển những tài liệu tiêu chuẩn nhằm giảm bớt chi phí của những đầu tư mới. Ủy ban bầu cử New Zealand EC đã công bố kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử với việc đảng dân tộc NP cầm quyền tiếp tục nắm quyền lực. Theo kết quả sơ bộ do Ủy ban bầu cử New Zealand công bố, đảng dân tộc của đương kim Thủ tướng John Key đã giành được 48,2% số phiếu ủng hộ và sẽ giữ 62 ghế trong tổng số 120 ghế tại Quốc hội nước này. Trong khi đó, công đảng đối lập chỉ giành được 24,52% số phiếu và liên minh của công đảng là đảng xanh chỉ chiếm 10,02%. Ngay sau khi kết quả được công bố, Chủ tịch công đảng ông David Calip đã thừa nhận thất bại và chúc mừng Thủ tướng John Key tiếp tục điều hành đất nước nhiệm kỳ thứ 3. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Yemen Jama Benoma cho biết chính phủ nước này đã đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh với phiến quân Hồi giáo Shia Houthi, những kẻ đã đưa cuộc nổi dậy ở miền Bắc Yemen về thủ đô Sanaa. Trong một tuyên bố, ông Jama Benoma nêu rõ thỏa thuận này sẽ là tài liệu quốc gia thúc đẩy con đường thay đổi hòa bình và đặt nền móng cho việc xây dựng mối quan hệ đối tác dân tộc cũng như đảm bảo an ninh và ổn định. Theo phái viên này, hiện công tác chuẩn bị cho việc ký kết thỏa thuận đang được triển khai. Ông Benoma cho biết thêm thỏa thuận đạt được sau quá trình tham vấn căng thẳng với tất cả các chính đảng, kể cả nhóm Asarura của quân nổi dậy, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay dựa trên những kết quả của hội nghị đối thoại dân tộc. Cuối tuần qua, khoảng 60.000 người tị nạn Syria, chủ yếu là người Quốc, đã tháo chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh các binh sĩ nhà nước Hồi giáo IS ngày càng mở rộng vùng kiểm soát tại miền Bắc Syria. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã mở cửa biên giới nước này cho những người tị nạn Syria tháo chạy từ thành phố Kobani do lo sợ IS tấn công.
Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết họ đang tăng cường các nỗ lực cứu trợ trong bối cảnh hàng nghìn người tị nạn nữa có thể vượt qua biên giới. IS đang kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn tại Syria và Iraq và đã chiếm được hàng chục ngôi làng quanh Kobani hay còn gọi là Al-Arab. Thổ Nhĩ Kỳ vốn có chung biên giới với Iraq và Syria đã tiếp nhận hơn 847.000 người tị nạn kể từ khi những cuộc giao tranh giữa quân chính phủ Syria và phe nổi dậy bắt đầu cách đây 3 năm. Tuy nhiên, đợt mở cửa biên giới vừa qua đã chứng kiến lượng người tị nạn tăng đột biến trong vòng 24 giờ. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan cho biết đã có hơn 20 người thiệt mạng vì lũ lụt tại tỉnh Punjab. Pakistan đã sơ tán 50.000 người vì lũ lụt tồi tệ tiếp tục nhấn chìm nhiều ngôi làng tại tỉnh này. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng thuyền và 19 trực thăng quân sự để sơ tán người dân. Hiện nước lũ đã đổ về tỉnh miền nam hẻo lánh Sindh của Pakistan. Đến nay, vẫn chưa có thông báo về con số thương vong và thiệt hại do lũ lụt gây ra ở tỉnh Sindh. Giới chức y tế Pakistan cho biết họ đã tiếp nhận hơn 300.000 bệnh nhân trong đợt lũ lụt tồi tệ này, trong khi các lực lượng Pakistan đang triển khai hoạt động cứu hộ và cứu trợ thiên tai lớn nhất trong những năm gần đây. Lũ lụt năm nay đã ảnh hưởng tới 1,7 triệu người dân Pakistan và tàn phá nặng nề mùa màng, nhà cửa của người dân. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tâm nguyện cuối cùng mà người để lại cho hậu thế trước lúc đi xa. Di chúc thể hiện tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai. Trong di chúc, mối quan tâm đầu tiên của Hồ Chí Minh là về Đảng, người căn dặn. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên mong muốn cuối cùng trước lúc đi xa là mong muốn toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc luôn khắc ghi lời dạy của Bác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh như lời căn dặn của Người khi về thăm Vĩnh Phúc. Phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2014-2019. Đại hội của đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển. Đại hội diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 năm 2014 tại thủ đô Hà Nội. Đây là đợt sinh hoạt chính trị của toàn Đảng, toàn quân, toàn thể nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đại hội nêu cao quyết tâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tự lực, tự cường, trí tuệ, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, giữ vững hòa bình, chủ quyền quốc gia, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2014-2019.